Thưa quý vị, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực đối với hàng rau quả của Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu luôn phải đối mặt với tình trạng không ổn định khi nước này tiếp tục chính sách Zero Covid. Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu vì thế gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, xuất khẩu bằng đường sắt liên vận quốc tế là giải pháp được nhiều doanh nghiệp hướng đến. Doanh nghiệp này đã hoạt động xuất nhập khẩu với bạn hàng Trung Quốc hơn 20 năm. Gần đây, khi đường bộ bị ách tắc, doanh nghiệp đã chuyển sang vận chuyển hàng từ nội địa xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường sắt. Đường sắt mình có thể là đóng được số lượng hàng lớn hơn. Ví dụ một lần mình đóng cả một toa tàu, một đoàn tàu, ví dụ là được khoảng 16 hoặc 14 công. Như đường bộ thì mình chỉ đi xe một thôi. Và cái chi phí mà cho đường sắt thì với cái chi phí vận tải đường bộ, ví dụ từ trong Nam ra đây, thì nó sẽ rẻ hơn. Hàng hóa ra đây là đã có lịch sẵn rồi. Thế khi sang bên kia là rất thuận lợi, không bị ùn ứ và ùn tắc. Đây là cái thủ tục thông quan đây rất là thuận lợi. Hiện nay mỗi ngày ga Đồng Đăng có thể vận chuyển 1.000 tấn nông sản xuất nhập khẩu. Tuy nhiên hiện chỉ mới có một số mặt hàng hoa quả được phía nước bạn chấp nhận cho xuất khẩu qua đây. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có cái hội đàm với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Trung Quốc để tăng cái lĩnh vực những cái mặt hàng được xuất khẩu của Việt Nam sang bên Trung Quốc. Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã tích cực làm việc với Tổng công ty đường sắt Trung Quốc để bố trí đầu máy, toa xe và tiến tới sẽ chạy nguyên một đoàn có xe phát điện riêng để phục vụ hàng hoa quả của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Đến nay, Trung Quốc đã giảm thuế cho hơn 8.000 mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có nông sản, trái cây tươi. Vì vậy, đa dạng các phương thức vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt và chủ động hơn tiến vào thị trường rộng lớn này.